Đó, thấy chưa mà, mấy cái ông nào mà không có tiền á, mấy cái ông nào mà nghèo nghèo giống như mình á, là luôn luôn mà đợi mấy cái sự kiện mà nó free á, là sẽ làm nha các bạn. Đặc biệt là cái sự kiện Candy Cane Gram này các bạn ơi. Đây là cái sự kiện để giúp các bạn sở hữu được một cái bộ đồ màu vàng á. Các bạn cho mình 3 giây nha. Là cái sự kiện này á, đáng lẽ ra nha, là cái bộ đồ này là nó có tới 6 màu nha các bạn. 6 màu chứ không phải là 2 màu như hiện tại nha. Một là màu hồng bán với giá là 80 kim cương, và một là màu vàng là tặng free cho mọi người. Nhưng mà các bạn phải làm sớm các bạn mới được nhận nha. Rồi còn 4 màu còn lại á, là mình nghĩ là nó cũng nằm ở trong luôn cái bộ mã code nó tặng cho các bạn thôi. Nhưng mà sớm muộn nó cũng cho các bạn yên tâm. Tại vì bộ này có tới 6 màu lận. Rồi đối với cái sự kiện này thì mình sẽ để cái link cho các bạn nhập vào, các bạn làm, các bạn nhận cái bộ đồ màu cam nha. Thì mình sẽ vào cái link form này nha. Thì ở trong cái form này nó dễ lắm các bạn, chỉ bạn chỉ cần kích vào xong rồi mọi người sẽ chọn là Việt Nam nha. Đấy, chọn Việt Nam thôi. Rồi các bạn nhập cho mình tên nhân vật nè, cái ID của game nè. Rồi các bạn nhập vui lòng, nhập chính xác tên nhân vật play mà các bạn muốn gửi kẹo cho người nào đó ngẫu nhiên thôi. Các bạn có thể gửi kẹo cho một người bạn thân nhất thôi. Xong rồi các bạn chọn gửi là tự động thì đến ngày 22 thì nó sẽ tặng cho các bạn đồ nha. Đó, đó là cái sự kiện để các bạn nhận được đồ xong xuôi nha. Mình sẽ để cái link dưới phần mô tả hoặc là comment, các bạn kích vào gửi lẹ nha các bạn, gửi nhanh nha chứ để hết nha. Rồi tiếp tục đến cái sự kiện mới vừa đăng luôn, là cái sự kiện quan trọng. Đây là cái sự kiện giúp các bạn kiếm được code 100k kim cương. À, code 100 kim cương chứ, 100k kim cương thì giàu quá các bạn. Đây là cái sự kiện offline đầu tiên của game, dành tặng riêng cho những bạn nào đang chơi game và những bạn nào mới chơi game. Cụ thể là như thế này, sẽ có hai địa điểm, đầu tiên là ở Hà Nội, thứ hai là ở Sài Gòn. Hà Nội thì các bạn sẽ ở 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Thì ở đây các bạn nào đang xem kênh của mình ở Hà Nội không các bạn? Chắc mình nghĩ là đa số là các bạn ở Sài Gòn hoặc là các bạn ở miền Nam là chính ha. Ở Hà Nội thì cũng nhiều đấy, nhưng mà mình không biết các bạn, không biết các bạn nào đang ở quận Cầu Giấy không, các bạn đợi nha. Rồi tiếp theo nữa là Sài Gòn thì các bạn sẽ đi ợp ở quận 7. Thì cụ thể là thời gian ợp là từ ngày 17 cho đến ngày 25. Hôm nay là ngày 12 rồi. Ở đâu? Hôm nay là ngày 16 các bạn. Úi dồi, ủa thế là ngày mai đi ợp à? Thế là ngày mai ngày 1 đi ợp ra. Ôi rồi. Rồi khi mà các bạn đi ợp thì các bạn sẽ nhận được những cái phần quà như thế này nha. Đó, đầu tiên là các bạn tới cái địa điểm đó, các bạn chơi cho mình, ví dụ như là check in nè, điểm danh nè, xong rồi chơi các trò chơi mini game nè, giao lưu với lại các anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc nè, rồi các bạn sẽ nhận được các cái mã code hấp dẫn, ví dụ như là tiền sao và 100 kim cương đó. Rồi đối với những bạn nào mới chơi thì mình lưu ý một tí là các bạn tới cái khu vực check in á, các bạn cứ nói là mình là người mới chơi được rồi nha các bạn, mình là người mới chơi nha. Bởi vì khi mà các bạn nói các bạn là người mới chơi á, là các bạn chỉ cần tải game và đăng ký tài khoản là các bạn sẽ nhận cho mình luôn một cái túi toát, một cái con gấu bông cá heo hồng và một cái sách tô màu cùng các cái voucher miễn phí khác đó. Thế nên là các bạn cứ bảo là các bạn mới chơi giống như mình nè, mình sẽ tới đó và mình sẽ nói là mình là người mới chơi. Và bạn nào mà đi ợp mà gặp tôi á, nhớ gọi tên tôi nha, để tôi lại tôi chụp hình với mọi người nha mọi người. Mọi người ơi, các bạn cho mình hỏi tí nha, là ngày hôm nay là ngày thứ hai. Ngày thứ hai là các bạn đã cày tới cái hộp đầu tiên chưa? Có nghĩa là các bạn đã nhận được cái hộp này chưa các bạn? Và nếu như mà các bạn đã nhận được cái hộp này rồi thì chứng tỏ là các bạn là đã cày gọi là sớm nhất luôn á. Các bạn cày nhanh nhất luôn á, tại vì cái nhiệm vụ ngày hôm nay mình làm tối đa là nó chỉ tới đây cái nó dừng các bạn ơi. Nhưng mà mình có phát hiện ra một cái điều ngẫu nhiên ở trong cái sự kiện này, là mình thấy hình như là mình còn bỏ sót một cái nhiệm vụ nữa các bạn. Rõ ràng hồi sáng tôi quay clip là tôi làm hết rồi, các bạn cũng thấy rõ ràng, các bạn làm chứng cho mình nha. Hồi sáng là mình tới đây mình làm full 3 cái luôn, vậy mà bây giờ nó bảo mình làm thêm cái nhiệm vụ đưa xúc xích nữa. Đây các bạn coi, đó các bạn thấy không? Các bạn thấy gian dối không? Các bạn thấy xạo không? Đây các bạn vào phần sự kiện nè. Rồi các bạn sẽ thấy được là của mình là hiện tại ở vẫn xấu thì nói chung là hiện tại điểm của mình là được 310. Bây giờ nếu như mình đổi một cái con này nữa là mình sẽ nhận được cái hộp đầu tiên đó ta. Phải không ta? Thế là mình được hộp đầu tiên à. Đó các bạn thấy không? Rồi, vậy là mình đã mở được cái hộp đầu tiên kìa mọi người. Mình chả biết sao nữa, cái này chắc là tại vì hồi sáng game mình nó bị lỗi đấy các bạn. Xong rồi cái mình bỏ mất cái hộp này mọi người. Nhưng mà bây giờ mình đã vào mình nhận lại được rồi. Nó sẽ tặng cho các bạn một cái áo và bộ cái cây kẹo gậy. Cái này là đồ ăn nha, chứ không phải là tay cầm mà bị nhầm giống như mình hôm bữa ha. Rồi vào phần trang trí nè. Đó các bạn thấy không? Nhưng mà cái quần nó không đẹp các bạn. Thật sự là cái quần với lại cái áo này nó không hợp xíu nào luôn mọi người. Nhìn nó cứ nhầm làm sao ấy. Mình sẽ kiếm một cái đôi giày nào mà cho nó hợp với lại cái bộ này nha. Ui trời ơi, hợp
Rồi, rất chi là hợp với nhau luôn. Và các bạn kiểm tra giúp mình xem thử là các bạn vào game, các bạn lại cái NPC này xem thử các bạn có bỏ sót nhiệm vụ giống như mình không nha. Hồi sáng á là mình đã làm xong hết rồi, nhưng mà tự dưng hôm nay thì đây, bây giờ là mình cũng sẽ mở luôn cái này luôn. Và mình tiếp tục, mình lại dư là 110 xu nữa các bạn. Ô thế là cày dữ thế nhô. Đấy, chắc là hôm nay là các bạn cũng nhận giống như mình rồi ha. Rồi đây các bạn coi bộ trang phục này như thế nào các bạn, có đẹp không? Đó, cái nón là mình mà nhận free nha, mình mở free nha. Hình như là mình mở từ ở trong cái sự kiện này nè. Đấy, đó, cái này là cái VIP nhất nè. Rồi, ngoài ra nha, còn một cái thông tin hot cho các bạn nữa. Các bạn còn nhớ là ngày hôm qua các bạn nhận được, à đúng rồi, để mình check thư xem thử là mọi người gửi quà cho mình chưa. Ui, các bạn gửi nhiều lắm, nhưng mà thật sự là mình không có dám mở. Để tới cái ngày Giáng sinh mình đọc từng thư xong rồi mình mới dám mở. Các bạn, Noel anh Thịnh phát quà sớm cho em đi. Trời ơi, chưa gì hết mới vừa gặp báo á, gặp bà báo đó, mà đòi quà tôi gì đó. Thì okay, anh không biết tặng cái gì cho em hết, cái gì nó cũng đắt đỏ hết. Thôi thì anh sẽ tặng lại cho em một cái hộp nha. Trời ơi, chưa tới Noel bà vòi quà tôi á. Tặng em nè, rồi mình sẽ tặng cho bạn này hộp quà nha mọi người. Tại vì bạn này vẫn vòi quà mình sớm quá. Biết vậy là mình không có đọc thư đâu. Đọc thư chi tặng quà, ui dồi ôi. Đấy, thì các bạn ơi, hôm qua chúng ta nhận được một cái hộp quà màu đỏ. Ở trong cái hộp quà đó là các bạn nhận được cái này nè. Đây, mình sẽ lên cửa hàng mình cho các bạn xem là nó lời như thế nào nha. Đây. Các bạn thấy cái mũ này không? Là hôm qua hình như mình nhớ không nhầm á, là các bạn nhận được cái mũ phù thủy cây thông luôn đó các bạn. Nhận được luôn nha. Mặc dù là không cần bỏ tiền mua nhưng mà vẫn nhận được một cái mũ giống như thế này luôn. Với lại một cái mũ này hả ta? Hay là mũ, để coi thử, mình quên mất tiêu rồi các bạn. Mũ nào ta? Mũ đây hay là mũ đây ta? Bộ trang phục này thì 129k, mình cũng không nhớ nữa các bạn. Đây nè, đây là cái bộ trang phục free này các bạn. Nói chung là cái hộp màu đỏ là các bạn mở ra được đồ với lại tiền sao. Nhưng mà mình lại mở ra tiền sao. À đấy, thế nó mới buồn các bạn ạ. Đây nè các bạn, đây là cái phần quà free ở trong cái hộp màu đỏ nha. Thì cái hộp màu đỏ khi mà các bạn mở ra, nó sẽ ngẫu nhiên nó cho các bạn được một cái mũ cây thông phủ tuyết đẹp như thế này nha. Cái mũ này rất là đẹp nha mọi người. Với lại là nó cho các bạn tiền sao, hình như là cho vài cái món quà khác nữa, nhưng mà đa số mình thấy các bạn đều nhận được cái mũ này. Với lại một cái mũ kia nữa, cái mũ kia là mũ chóp cây nha các bạn. Đây là cái mũ chóp cây nha. Mũ này thì các bạn cũng mở từ cái hộp màu đỏ luôn, nhưng mà ngày hôm nay nó xuất hiện thêm một cái hộp màu xanh nữa. Thế nên là mình đang suy nghĩ, có lẽ nào cái hộp màu xanh là nó cho các bạn thêm cái áo không các bạn. Áo thì nó có nhiều loại nha, mỗi áo thì nó sẽ phù hợp với lại cái mỗi cái mũ khác nhau nha mọi người. Đây các bạn coi nè, tuần sau là các bạn sẽ không còn nhận kim cương nữa. Nhưng mà bên cạnh đó là các bạn sẽ nhận được là full hộp quà luôn. Và trong đó nó có tới 3 hộp quà xanh. Mình nghĩ rằng là hộp quà xanh sẽ là cái hộp nội thất, hoặc là cái hộp các bạn mở ra ngẫu nhiên nó sẽ cho các bạn một cái áo Giáng sinh khác nhau thôi. Tại vì áo thiếu mũ, bây giờ có mũ các bạn, có mũ thì phải có áo thôi, hoặc là giày thôi. Thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì mong các bạn là sẽ online đủ 7 ngày thì các bạn nhận được 7 phần quà hấp dẫn nha. Chắc chắn trong 7 hộp này thì các bạn phải có được đồ, bảo đảm các bạn 100% luôn. Xém tí là mình quên rồi các bạn ơi, thì ở trong tuần này, chủ nhật tuần này á, là các bạn sẽ đào cho mình một cái bộ đồ nha. Bộ đồ này là bộ đồ màu đỏ, như vậy thì còn một bộ đồ nữa là bộ đồ màu xanh, và những màu khác nữa thì mình không biết là khi nào nó sẽ đưa vào game luôn. Thì bộ đồ này là gồm 3 món, các bạn sẽ đào 3 rương nha. Các bạn sẽ đào cho mình cái mặt mũ nè, cái áo nè và đôi giày nè. Như vậy thì mình chúc tất cả các bạn tuần này các bạn sẽ đào được cái bộ kèo đỏ nha. Ui là trời, tôi đợi tới 4 giờ các bạn. Mình đợi tới 4 giờ đó mọi người. Ok, bây giờ thì khi mà tới 4 giờ rồi á, thì các bạn sẽ nhận được thêm một cái hộp quà đỏ đó nha. Đây là cái hộp quà đỏ tiếp theo nha các bạn. Bắt đầu từ tuần sau á, là các bạn sẽ nhận được rất là nhiều hộp quà này luôn. Nên là các bạn yên tâm, thế nào các bạn cũng nhận được đồ. Bây giờ thì mình sẽ test cái hộp này xem thử là mình có nhận được cái mũ không nha. Ui giời ơi, vừa nói xong luôn các bạn, thì cuối cùng mình cũng đã nhận được cái mũ này rồi. Nhưng mà mình không có nhả vía cho các bạn đâu, bởi vì là cái mũ này theo như mình nghĩ á, là rất là dễ nhận luôn. Tuần sau các bạn có tới 4 năm lượt mở luôn, thế nên là bảo đảm các bạn có thể là các bạn ra được 2 mũ luôn. Mình cũng ra được cái mũ cây thông phủ tuyết rồi. Và điều đặc biệt là cái mũ này xem thử là nó có cái mà mình đang cần không nha. Rồi, đúng giống như là mình dự đoán luôn, là cái mũ này nó phát sáng nha các bạn. Cái mũ này nó phát sáng nha. Với lại thì cái mũ này, với lại cái mũ này, thì theo như mình nghĩ là cái mũ phù thủy cây thông này nó không có đẹp bằng cái mũ game nó tặng các bạn. Cái mũ game tặng nhìn màu rất đẹp nha. Có cả tiết phụ phía trên nữa, có cả đèn nữa. Thế nên là cái bộ này, cái mũ này là mũ free mà đẹp hơn cả mũ tặng luôn. Một mũ mua chứ. Đúng là cuộc sống mà các bạn đâu có lường trước được cái điều gì đâu đúng không mọi người. Đồ game tặng lúc nào cũng xịn sò hết á. Đấy các bạn thấy không, nhìn từ phía sau á là nguyên cái người của mình nó phát sáng giống như là cái thông mini đó các bạn, nó chạy rồi thấy không.
Wow, hên quá các bạn ơi. Còn cái mũ, còn một cái mũ còn lại nữa, nhưng mà cái mũ đó nó không có phát sáng giống như thế này nha các bạn. Nói chung là cái mũ này nó đẹp hơn. Đó, đẹp chưa? Đẹp chưa? Ước gì nha, mình ước gì á là sau này game sẽ cập nhật một cái điểm nữa là cái điểm hấp dẫn. Thì cái số điểm hấp dẫn nó sẽ nằm ở đây. Có nghĩa là các bạn sẽ mỗi cái món đồ là mỗi cái điểm hấp dẫn khác nhau. Một cái món đồ có giá trị cao là cái điểm hấp dẫn nó càng cao. Khi mà các bạn mặc trên người toàn là những cái đồ VIP thì cái điểm hấp dẫn của các bạn nó sẽ càng VIP 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 VIP. Đấy, đồ càng hiếm thì điểm hấp dẫn càng cao. Và nó sẽ có một cái top bảng xếp hạng điểm hấp dẫn. Xem thử là ở trong server thì ai là người có điểm hấp dẫn cao nhất nha các bạn. Ví dụ như một con bé level 5 xịn sò thì nó sẽ tăng cho các bạn 100 điểm hấp dẫn như vậy đó. Như vậy thì các bạn sẽ gọi là có cái động lực để mà tranh đua những cái món đồ hiếm hơn. Các bạn thấy hợp lý không? Nếu như hợp lý thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha mọi người.